Xin chào các bạn, đây là cái con tàu số 52, là một con tàu đặc biệt ở bên Nhật. Không phải là con tàu thông thường, là con tàu này là vừa đi tàu xong rồi vừa ngồi dùng bữa, vừa ngồi ăn ở trên con tàu luôn. Cho nên các bạn nhìn nó trang trí cái kiểu khác thường, hoa văn này. Đây mình sẽ quay cảnh cho các bạn xem. Hãy dừng một chút. Đây một con tàu rất đặc biệt. Đây có các bạn thấy không? Có người Nhật họ đang dùng bữa ở bên trong con tàu. Con tàu rất là đặc biệt. Đây có nhân viên ở trên tàu đó, các bạn hãy nhìn đây. Con tàu rất là đặc biệt. Tôi vừa đi tàu vừa dùng bữa. Mình vừa nghe người Nhật nói là vé của một người đi cho con tàu này là tiền Nhật là 1 man 5 sen, đổi ra tiền Việt Nam mình tương đương khoảng 3 triệu đồng, hơn 3 triệu đồng một tí cho một vé con tàu này.